Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với Khải, cùng với Khải đánh lệnh bài bot ở cùng máy chủ đại danh kiếp sử nè mọi người. Một trong những cái máy chủ mới nhất của cụm phiên bản đầu tím trang chủ game Võ Công Truyền Kỳ .net. Và nói chung thì sau khi bắt đầu event thứ hai đã khai mở thì Khải cũng đã gom được cho mình đó là 75 cái lệnh bài bot nè mọi người. Hiện tại tương đương trung bình thì có cứ một con khoảng 200 xu. Thì Khải đang gom trong mình đó là 75 cái này mà, nhân 200 thì tương đương khoảng hơn 15 kim nè, nói chung là hơn 1 triệu. Đó, ở cái lệnh bài boss này thì Khải đang gom với giá 200 thì tầm giá đó này mà, hơn 1 triệu một rương này. Và để mà đánh hết cái những con boss này chi phí nó khoảng tầm cho 30 vạn con, 25 vạn con là hết gần hai cái dạng mà, hai cái dạng khoảng tầm 200.000 nữa. Thì nói chung là ở cái lần này đánh thì sẽ tốn khoảng hơn 1.2 triệu cho cái lần đầu tư video này. Và đây sẽ là tiếp tục theo dõi những tiếp tục những cái bát tiếp theo ở lệnh bài bot xanh. Thì đây là bát 85 nha em ơi. Ở những cụm máy chủ trước thì em đã biết rồi, thì khả năng bot khá là nhiều. Và ở lần này thì chúng ta cùng chờ đợi xem ở cụm máy chủ đại danh ký sử này, một trong những máy chủ vừa mới chính thức có bình khoảng hơn 1 tháng rồi em ơi. Và đây là ở bình thứ hai thì khả năng đã gom khá ok rồi. Bây giờ thì khả sẽ đi đánh lệnh bài bot và bỏ đồ cho anh em xem nha. Với xếp may mắn của khả đó là xếp may mắn 27 nha mọi người. Ok, tí nữa khả sẽ sau cho anh em xếp may mắn 27 như thế nào nha. Bây giờ Khải sẽ giao dịch qua lệnh bài bot cho bạn chính rồi đi đánh nha nè. Anh em ơi, giao dịch qua chính rồi, chính bot đồ rồi mà. Hết Khải lái tiếp, hết Khải lái tiếp đánh nha nè. Ok, lần đầu tiên chúng ta sẽ trở lại với cái lệnh bài bot xanh này như thế nào nha. Ở cái bộ chủ này là có thể nói là lần đầu tiên Khải đánh anh em mà. Và bây giờ anh em được Khải tiếp lúc bạn năm động á. Rồi, ok anh em ơi. Và sau khi Khải đã chuẩn bị vị trí thì bây giờ chúng ta sẽ đánh nha anh em ơi. Thì để trước mắt cho anh em xem sẽ đồ của Khải như thế nào nha. Rồi Khải bắt tờ hết là cái dàn xe này Khải. Cái người bánh cho anh em xem không nha. Hò một khiếc này nọ này. Hiện tại là Khải đang có cho mình đó là xe một bánh 27 rồi nha mọi người. Đã lên xe một bánh 27 rồi nha nè. Này cho anh em xem nè. Sẽ đồ hò một khiếc nè. Cho anh em đọc ra ngay. Này. Bánh 27 mọi người. Đầu tiên là một người cho chiền mấy bánh 3. Ngọc bò mấy bánh 3. Nhóm mấy bánh 3. Và nhà một nhóm mấy bánh 3 thì đang có 12 xanh nè. Kèm với một mặt nạ mang 5 nữa là 17. 17 kèm với cái tài lộc vừa rồi anh Yvonne ra thì có cho mình thêm được may mắn 10 nữa nha. Thì sẽ có cho mình đó là may mắn 27 nha mọi người. Và lần ngày hôm nay là cũng như là bắt đầu tiên ở cùng mấy chỗ này. Mong sao nó sẽ ra sản phẩm đỡ có cái động lực cũng như là có cái vốn để tiếp tục đánh những bắt tiếp theo nha mọi người. Ok. Và bây giờ khả năng lực thì sẽ thả một lần phải sẽ thả một lần 4 con nha. Hiện tại sẽ đang chọc luôn á. Rồi, chờ đợi bà chúng ta chuẩn bị cho nhiệt đồ nè mà. Phải sẽ tách hết nhiệt đồ những cái con kia. Năm đập, năm mươi này nọ, phải tách hết. Phải chờ đợi mỗi con ngàn chết nhiệt đồ nha nè. Ok. Chúng chứa ngoài cái nhiệt đồ nè mà. Trước khi nhiệt đồ thì thấy cho nó vô bộ tờ lá mấy bánh này. Bộ tờ hóa là mấy bánh này. Thiên sơn này, búa tưởng này, vòng hoa này. Rồi, tất cả. Cái phun được mấy nè. Đánh khá là nhanh thôi anh em ơi. Nói chung lần này thì nói chung là anh em có xem Khải đánh bài boss này biết rồi, đánh cực kỳ nhanh luôn vậy nè. Ui, họ không, họ thủy nè, ngon anh em ơi. Không biết cái boss này nó có ngon hơn boss sát thủ hay không. Anh em cùng chờ đợi cái tour đầu tiên ấy nha. Ấy da, ấy da, ấy da. Ui, đồ nhiều dài anh em. Từ Khải nhận hết đồ anh em ơi. Đồ nhiều quá. Đây là Khải 4-5 con nhận anh em ơi. Ui, tính ra mấy con mà đồ nhiều vãi. Nhận. Từ anh em ơi. Ui, dồi nhiều. Giờ chỗ nào chứ. Ui dồi, đồ quá trời luôn anh em ơi. Rồi. Ôi giời, đau rồi tụi lem quý à. Từ. Bỏ nhanh nè mọi người, đồ nhiều quá. Yeah. Anh em ơi, cho thì anh em qua thiết yên nè. Trời đồ quá trời luôn anh em ơi. Là bố sắp kịp. Rồi. Bố anh em xem nè. Ôi giời nhiều. Rap. Bố nhanh anh em ơi. Chậm lại mùi rap. Mùi rap. Ôi giời. Rác đồ. Đồ ngã. Đồ hỏi quá trời đồ nè mày. Một nón kia nữa. Còn cái 4 con mà quá trời đồ nè mày. Ấy, ok. Cái kia nhận rồi. Ui nè mày. Trời ơi, không có phục hồi. Phôi nè. Trời ơi, đồ đẹp nha anh em. Tìm kiếm sản phẩm nè mà.
Ui đôi giày cho ông cá ngỏ à, đẹp ngon luôn. Ui à, cái đầu tóc dùng cuối tóc 20 không đâu à. Kìa nè mày, có đánh có 4 con thằng mớ đồ thấy ham ham mà anh em xem này. Này làm phôi nè. Vậy này vậy sao được nè. Tóc sát thương các kiểu nè mày. Tóc 25 kháng hỏi sinh lực được. Uầy má đồng bồn có đánh em hành khỏi chờ luôn. Nón này nón phôi sinh lực cao rác. Uầy một cái đào tóc 20 bên giác 22. Để cho làm phôi nè mày. Rồi thấy rác nè. Ok là khai chuyển sang ai khác để bố tiếp anh em xem. Khá là nhiều đồ nha mọi người. Rồi tiếp tục con khác này chính này nè mày. Mấy cái 4 con mà có thể nói là full gần 4 rương đồ nữa mà. Thằng khai giống dịch ít xu à. Không có tiền vàng không phụ được nữa mà. Không mang Canada đây. Thằng tiếp là khai chỉnh nó rút 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 tiền cao cao không tí. Rồi khai chỉnh có rút nhân trăm vạn này. Thả lần 4 con nè. Rồi rút 110 vạn. Phù này nè mày. Bỏ em xem nè. Ui, tức là đánh ngon rồi nè mời. Rồi, sự phẩm không? Tiếp theo. Đó. Khá ngõ 15 đó. Ui, khá ngõ 25 dùng 1, dùng 2. Chốn 30. Kháng bình. Ui, khá ngõ 20. Ủa, ngon à. Bình sát, sát thương. Xấu dòng hô tính ra đồ đẹp hơn em ơi. Bông bắt này là sự phẩm em ơi. Sinh lực, nguồn lực. Đó. Khá ngõ 15. Ok. Có khách đi cho anh em trong bàn, anh có lấy cái phôi thôi mà. Đồ, đặt lưng kháng hỏa 25 một vách không? 25, 23 này, thằng này bắn được này. 25, 23 này, thằng này đang ngon nè. 23, 22 nè. Còn hỏa 10, đặt lưng cái này phôi. 25, dùng 2. Bình sắc, kháng hỏa, sắc thương. Phôi nè, phôi nè. Ok, rồi tốt, đến đây khác nè mày. Đóng đâm động nè. Đánh 4 con quá cho đồ nè mày. Cố lên kiếm siêu phẩm trong đêm nay nè. Ồ nè. Ui bắt này hơi bị lâu nè mà. Bắt này hơi bị lâu nè mày. Anh em xem bắt này cảm thấy hay cho Khải ủng hộ 200 like nè mày. 200 like đỡ đầu tư cái bắt tiếp theo đánh nè mày. 130. Cho không phục hồi cái này phôi nè. Rát. Rồi. Chú bỏ tới dòng 2 và đang cần bỏ tới dòng 1. Mình đang cần một tay trong một đấy mơ. Trời đất ơi, một tay trong một là lên đảo luôn rồi. Sao nữa mày, kiểu kiểu nó phải có hàng xịn đấy mà. Rồi. Ú, ra một tay luôn đấy mày. Phôi nè. Phôi nè. Phôi nè. Cho hồi ra một tay đấy mày. Ồ, mình đang cần một tay đấy mày. Mà dùng hai mất không sao được, ok. Tiếp tục đất đến khác nha. Hết rồi, lên thả tiếp, lên thả tiếp. Rồi, tiếp tục đấy mày. Rồi khai thả bị kẹt gốc lát rồi, đâm ra quýt con này hơi chậm rồi mày. Không sao. Rồi nó khai xong con này thả lại gốc cho. Đụng này anh ạ. Đụng này vô bộ rồi. Chánh thủy nè mày. Con này bên trong có con thổ với con mộc nè mày. Chánh thủy chứ mày. Kẹt gốc lát nữa, con này kẹt gốc lát rồi. Ôi, đồ quá trời nè mày. Hơi bó đồ à. Này cũng thổ hơi lâu nè mày. Rồi trong thời gian chờ đợi cho anh em vừa qua bó đồ nha. Rồi. Có như nè. Một con thủy mà quét cho đồ nè mày. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Trời ơi. Trinh lực cao vãi. Không có gì hết. Rác nè. Cái làm phôi nè mày. Cắn hỏi cho một làm phôi nè. Làm phôi nè.
Phải phô diện Nam Độc, Nam Độc được mớ đồ nữa rồi. Em phải coi thử Nam Độc có đồ gì không cho em xem. À, ui bình sát 47, trời ơi sát thương cao. Ráp, ráp. Ui, 13-40 gần cuối nữa mà. Nó tay nó chậm. Rồi, cái gì phải bó tiếp cái kính lên em coi. Thế nó một con hơn cả full rừng, cả rương đồ đó nè mà. Còn cả rương đồ đó mọi người. Căng lôi ráp nè. Căng ráp nè. Ngọc loại căng lôi 4 nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp luôn nè. Còn bọn căng lôi 24 nè mọi người. Hãy cho nằm động nhập bán đồ bớt à. Năm đọc lúc này rác không có đồ gì hết rồi mà. Được một bội 13-40 đấy đã. Này kẹt gốc lác rồi mà. Con này cũng lắc đầu tí là khai thác xong xong lên ngọn tới. Tính ra có 1-2 con mà thả bot quá trời nữa không? Quá đỉnh cấp luôn nè mọi. Này mà ra siêu phẩm uy bại luôn. Hiện tại đang mới bắn, xếp mới bắn 27 nha mọi người, 27 nha mọi người. Thổ chủ yếu kiếm cho chiền nè mọi. Tính ra trang sức ngọc bội cũng có mà hơi ít nè, không được nhiều nè. Trang sức ngọc bội vẫn có mà hơi ít, không được nhiều. Rồi, đậm nè. Ôi, phun đồ. Bói tiếp nè. Tầm này thẳng lần 2 con thôi em ơi. Đồ ra nhiều quá nhận không kịp. Ôi, 25-30, bói đảo. Thả nhiều quá nhận không kịp em ơi. Ôi, phôi. Chẳng lên không bắt 25 nè, bói chứ. Bói lắm rồi, 24. 13-40, sinh lực cao. Rác rồi. Bước hết cho phôi đi. Phôi. Rồi, tiếp tục Nam Độc nè mày. Cho Nam Độc mới đồ nè mày. Ôi, Nam Độc này quên mua phù nữa rồi. À, cho này mới đồ tiếp tục thương của Nam Độc nè mày. Ui, rác, 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 rác. Đồ, cái ngọc bội thủy này 13-40 nè mày. Rồi, cứ tự tiếp tục, ra tiếp tục. Đây nơi, tiếp tục nè mày. Còn cả rương boss lận nè mày. Cố gắng đánh thêm siêu phẩm nha nè mày. Anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ cái bát này cho Khải một like và sự ủng hộ cho năm ơi, cũng như là ủng hộ hơn 200 like để tiếp tục làm cái bát 86, 87, 88, 99 nha năm, 88, 87, 88, 99 tiếp tục tiếp theo này mày. Ui, tính ra một hạ thả có 2-3 con boss một đồ rất nhiều luôn này mày. Rồi cũng nghe mi được cái khăn đôi 24 không yên thua này mày. Rồi lậm này. Rồi lậm đồ này mày. Nói chung đánh khá là nhanh là chủ yếu là không có người không ai phá là mình nhặt đồ đánh cho nhanh cho anh em xem. Đồ khá là nhiều nè mày. Vui nè. Đó sợ hai con này mình nhặt không đủ chỗ luôn nè. Chắc con Nam Độc phải nhặt phụ nữa rồi nè mày. Nam Độc nhặt phụ nữa rồi. Hai con nhặt. Đó, thấy không? Nhẫn mộc. Áo. Giờ là cho Nam Độc nhặt phụ nè. Cứ bói rồi Nam Độc nhặt phụ cũng sao hả? Hai con bói lần mới đủ nè mày. Vui. Đó. Ráp. Ngồi khăn lôi 24 nữa. Vô, khăn lôi 1. Ráp. Hai người bội ráp nè mày. Ráp làm phôi. Thả tiếp nha nè. Một hỏa, một mộc. Ok.
Ủa con nghĩ nó đánh làm cái gì vậy? Nếu chó rồi. Rồi, thổ nè mày. Rồi, nhiệt độ con thổ này nè mày. Thổ chủ yếu kiểm tra chuyện khác cả nè mày. Thì mà chuyện khác cả này nọ là ok. Chỗ có khiên thị cho trước ông chợ. Thổ chết nè. Đó, chiều bỏ đồ rồi nè. Con đó chết đã cho lần bỏ tiếp. Cui nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Ráp nè. Rác luôn. Rác luôn. Trộn đem xuống dòng một đoạn rác không. Nhạc tiếp này nè mày. Dây chuyền áo. Rồi. Rồi bố tiếp cho anh em xem. Độ quá trời luôn nè mày. Hùi nè. Áo làm chậm nè. Rác 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 này, phút mới này làm phôi vậy nè. Ok, lên chết lại tiếp. Áo. Mình đang tìm một cái bao tay 540, áo kim sinh lực lực cao nè mà. Rồi, bỏ tiếp mày thả tiếp nha. Con đâm độc cái nào đại rương, phải thả, phải cho bói đồ nè mà. Đâm độc chưa đại rương. Rác luôn. Rác luôn. Rác luôn. Chỗ rác luôn. Đồ, tính ra sinh lực cao đây khăn hồng 21, ngon khăn hồng 11 thấp á. Bây giờ xe đó. Rác luôn. Thả tiếp bọn này nè mày. Cũng lần hai con là đẹp này mà. Rồi, vừa đẹp, mọc hỏa. Rồi, quan năm đọc bó cho em xem nè. Ê, trời ơi, này đỡ nấm độc bói con nào. Không sao nè, nói chung bên đại kia không có gì hết. Sorry nè em nha. Giờ đỡ nấm độc này nè. Chuyển qua, chuyển lại, chuyển qua, chuyển lại. Quên nè, mà còn không có đồ nè, toàn rác thôi mà. Rác nè, rác nè. 21, 20, trời ơi, trong cuối. Rác, rác luôn. Toàn rác nè mà. Nói chung tầm này lại phôi là chủ đạo nè mà. Mong ra siêu phẩm nè mà. Rồi qua đạn chính này. Hai con mà nhận hai con cứ thẳng lần hai boss mà đến hai rương đồ nè, một con trung bình một rương nè, một con trung bình một rương á, thà đấy một con trung bình một rương á. Rồi lâm đồ nè. Giải vũ khí gì đây. Sao okay. Khui nè. Anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho nó mà. Và video này hơn 200 like đã có cái động lực để làm những video tiếp theo nè. 200 like ủng hộ cho nó mà. Rác. Ui thủ lý 2. Rác. Rác. Rác luôn. Ui xời ơi. Thủ lý 2 đi mua đâu. Rồi thổ ra thả thêm bot nè mà. Kim thủy, ok, kim thủy. Bước lại cho trước đây. Thổ này, thổ chết này. Lắm tiền. Này đồ quá, ui đồ quá trời luôn rồi. Bái đạn chưa. Này đồ nè mày. Rồi quá ngại. Ui thổ này, trộn rác. 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 Rác.
rác luôn, rác luôn, mấy cái đồ thổ chỉ chủ yếu vào gia truyền thôi, này không thu, rác luôn, mua các kiểu, một bộ, nhẫn, tụng nhiệt độ này. Cho người mới nhặt luôn đúng không? Nhặt nhiều đồ quá. Ôi, người mới nhặt được, người mới nhặt được, người mới nhặt được, linh động. Anh chào bói ra tính xong rồi. Full rương cả hai cùng bót luôn, full ba vuông rương rồ này. Quần sát 68. Ui, áo 25. Đó, đó, đó. Kim áo ráp, dây ráp, ráp phục hồi 40 kim. Ui, áo nam, áo nữ, áo nam là ngon rồi, đang tìm áo nam nam. Ui xôi, cái áo nữ đẹp vãi. Trời, đang tìm áo nam để cho giờ đang luôn nam. Ok, áo này bán được này mà. Phôi này, bằng sát 68, sức thương kháng hỏa. Phôi 25 này. Phôi luôn này. Ok, tiếp tục năm đọc năm ơi. Phù dừng ấy. Thằng hot thế nào đây? Thằng hot thế nào đây? Rác. Ôi, sức lực, nó lực rác này. Rác này, rác này. Rác này. Bằng 25, trời ơi. Rác này. Bằng 23. Phôi là một rác. Rác. Sát thương 15 điểm. Úi xời. Không có tóc. Rác. Khăn hỏi 25. Úi. À, úi cái ốc. Nón gì này. Nón gì này. Sinh lực 93. Xấu quá. Rác này mà. Nó có chân sức này. Sức phôi này. Còn 25 này mà, vãi đã. Này, mình chọn 40. 13, 40, còn 25. Úi xời, thôi tiếp tục ra nè mà. Cứ con nào full phải cho nhật ké nha nè. Còn cho năm động nhật ké nha mọi người. Thôi tiếp tục ra nè mà. Chẳng có chính nè. Rồi, tiếp tục thảo nè mà. 1, 2, 1 con thổ. 2 con thổ trời. Hả? Ok, không vòng họ nữa mà. Đó là cánh kia mười mấy kia, thiếu mười mấy vòng bao lì xì sinh nhật. Cánh bao lì xì sinh nhật. Rồi. Full mười mấy rồi mà. Xem mười mấy 27 kèm với thiên sơn quá tựu các kiểu nha nè. 5 nè, 15 nè, 3 nè, 3 nè, 3 nè, 3 nè, 27 nha nè. Là kèm với thiên sơn quốc tử rồi bao lì xì lớn bao lì xì nhỏ các kiểu nè mày, chung là mình bán khá là nhiều á, không biết đâu. Áo này ông thổ, áo kia áo này ông nam là đẹp nè mày, đang còn áo như thế này luôn, áo nam nè mày, áo nữ, vãi đã, nhạc này, một con, này. Vui luôn nè, vui luôn nè mày, con hỏ nè mày, con này con hỏ như này. Không có tay nam nữa. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Cho thủ lý chậm 40 dòng cuối không nào. Chậm 40 nữa nè. Chậm 30. Ôi xời. Rác. Chậm 40 dòng 1. Ôi xời ơi. Chậm 40 dòng 1 nè. Rác nè. Chậm 30 nè. Chậm 40 nè. Rồi. Một con này. Thổ nó, úi xồi sao thổ nhiều dữ vậy. Thổ chắc phụ đau rồi đây mà. Thổ nó lâu lắm. Ai, cho nhận nè mày. Giá truyền kháng cả ơi, giá truyền kháng cả ơi. Làm giá truyền kháng cả nô 1 ơi.
Có cho chuyện nha. Ui trời ơi, ra nhạc ra, ra nhạc ra. Có cho chuyện nha, có cho chuyện nha. Nhưng đọc không? Có cho chuyện nha nè. Rồi đi bói ngay, lên lại tiếp còn một áo kìa. Áo nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Đừng đọc ra, ra. Ồ, đã lần được nè. Lần 16 được nè. Không có chuyện thắng cả. Nó nó sinh lực cao cũng được. Nó này làm phôi, sau này làm phôi được nè. Đai 16, 20 nè. Đai 21, 20 nè. Bị chuyện chăm sóc nè. Phôi nè. Rác luôn. Phôi nè, phôi thời gian chúng đọc 40 nè. Rồi, chỉ mình em đọc bối tiếp này nè mời. Xong lên nhận tiếp, thổ tiếp. Tính ra đồ nhiều gơ nè mời. Vui năm đọc nè. Đợi dân động ngôi. Không bình. Không bình 23. Ui sợ. Ui không bình quá trời luôn. Trời. Rất dữ vậy. Ui vào tay. Ui trời không bình cao quá rồi. Còn làm phôi thôi mày. Thổ mà. Trời 16-40 quá trời. Đã thấy dân động nhiều vãi đái luôn. Rất mà. Vào tay này. Rất mà. Rất mà. Chân sức rất mà. Bên này ba rác luôn. Rồi chuyển hoàn chính nhiệt độ nè mày. Rồi tiếp năm động nó nhận tiếp. Bói luôn năm động luôn nè mày. Độ nhiều lắm. Giờ chuyển có chiếc chuyển thổ nha. Có chuyển thổ nha. Đã thấy chiếc chuyển thổ nữ nha. Rồi cuối hả. Anh em đang theo dõi bắt video xem lần bài bắt 85 ở cùng với chủ đại danh ký sử này. Đừng quên đổ like cho Khải 200 like để ủng hộ tinh thần nha mày. Làm những video tiếp theo nè mày. Rác nè. Rác nè. Trời ơi, không có kháng cả. Không kháng cả nè. Rồi, tiếp tục. Những cái đồ mà được được là anh Khải đỡ cho anh em xem nè. À, đồ không có giá trị, Khải vứt cho nó giữ làm hiện tình. Rồi, tiếp tục. Khui vàng chính nè. Quấn liên tục luôn nè mà, quấn không ngừng nghỉ luôn nè. Trước khi quýnh phải thả thêm con boss nữa. Hai con này. Họ kim, ok. Họ kim, ok. Hui nè. Rắc nè. Rắc nè. Hai ba, chỗ nón cả bình mấy chân. Hai bình, rắc nè. Rắc nè. Rắc nè. Rắc luôn. Thôi. Thôi. Trời ơi, ngập bòi 16-40. Nói chung là rất kháng banh là không ai mua đâu nè mà. Cứ là nó làm phôi nè mà. Làm phôi quá trời, trang bị nè. Trang bị nè. Trang sức nè. Trang sức nè. Làm 16-40. Rồi, ra nhiệt độ nè mà. Rồi, phải coi cái cáo ra nè. Cái gì đó ít mười mấy nữa. Khả năng nhận boss này phải đi lộ mấy mười mấy nữa. Lụm nè, lụm nè. Có một ngập bội hỏ nha nè, có một ngập bội hỏ nha nè mày. Một ngập bội nam, một ngập bội nữ. Hui nè. Xong ra bón kim nè mày, xong ra bón kim nè. Hui, ra. Trời, 130. Ui, sao nó vào cái ngập bội nữ dùng cái nè. Đậu xanh, đậu xanh. Ra cái áo nè mày. Trời ơi, bọn rác luôn. Bọn nữ 130 có thể cho xe được mà. Rồi, lên làm tiếp luôn. Tại bước này nè. Từ từ, bọn nữ 30. Lên đó tí rồi. Vũ khí nè, kim nha em ơi, vũ khí kim nha. Có vũ khí kim nha.
hai ca của Khuế Kim nha. Vui nè. Đâu? Thứ 15. Rác nè. Trời ơi, xương 13. Kim rác. Áo Kim không có. Rác luôn. Rác luôn. Rác luôn nè mà. Rồi, tiếp tục con này con Kim nè mà. Kim với Thủy nè mà. Đồ nè. Siêu phẩm, siêu phẩm. Úi trời ơi, đồ kìa trời. Đồ ra kìa nè mời. Bãi trướng kìa. Trời ơi, tháng luôn, tháng thủy dùng bà tờ nè đỏ. Uầy, đồ kìa nè mời. Nhẹ 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 nhẹ. Quá trời ơi đó. Quá nhanh nhẹ trời giờ nè mời. Trời hầu khí nhật luôn. Uầy ôi nhiều. Uầy ôi nhiều. Đánh kiểu nhật đồ nhiều quá mình bói không kịp luôn nè. Nhiều phái đăng. Có cái vũ khí nè. Tự nhiên có cái vũ khí nè mày. Này cố gắng lùm cái vũ khí nè. Đó, cái vũ khí nè. Cứ tự bình tĩnh nè. Rồi, bỏ đồ nè mày. Đồ nhiều quá nè mày. Hui. Hui hăng. Thủy rác nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Kim. Rác nè. Một món cái đồ này. Bao tay kháng độc cao này. Quân bao tay kháng độc cao kháng động này. Rác nè. Là vải khác nguyên mà. Vải nằm động này. Đồ nhiều vải luôn nè. Vui. Rác nè. Ôi phôi, phôi cho lực cao này. Rác nè. Vòi rác. Bó tay sinh lực cao. Ui. Nguy hết. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Trời, bó tay 520. Rác luôn. Rác. Rác nè. Tục qua con khác nữa mà không thấy yên, thấy nhận mớ đồ nè. Rồi. Hai con bóp nó ra quá cho đồ nè. Cố gắng tối nay là thực phẩm rồi. Ui. Trời, sinh lực cao cho tóc có 15 mà. Nỗ lực 184. Ừ, lực này cũng được á. Rồi, sinh lực 180. Đó. Trời, đâu vậy? Tóc có 15 mà. Bình sắc 99. Trời ơi, cái kích. Bình sắc nổi ấy. Trời. Tưởng bình sắc kia nè mày. Đồ bình sắc nổi 99 mà đâu. Sắc thương 5 điểm. 11-30. Đó. 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 Đồ. Tổng sinh lực cao. Lực cao không. Đó mới là 5 phôi nha mày. Rồi. Dây dành tay rồi. Dây rác luôn. Kích bên sắc nội chứ. Thử bên sắc 99 kia nè mày. Bên sắc nội vậy. Ôi, ôi, ôi. À, tiếp tục nè mày. Được mỗi cây kích. Nói chung cây kích bên sắc nội công cũng chả làm gì nè mày. Rác hết. Là. Vô và chơi, vô chơi tiếp tục. Nhiều quá, đến 3 con nhật quá. Có 2 con boss rồi mà, đến 3 rung đồ nè mà. Có 2 con boss đến 3 rung đồ đó. Vãi trưởng thiệt. Có 2 con thôi á. Mà đồ quá trời nè. Rồi, tiếp tục nè mà. Chuyển bằng chính cho anh em tiếp tục. Này được rồi, một thủy một thỏ, một thủy một hỏ. Rồi.
像是巴掌风中找难逃分手都忘掉天大地大难的逍遥其实无怨无悔就好Rồi, hoa lộm này. Phun độ nữa, cho nằm đọc trực tiếp nữa. Hai con boss quá cho độ, ui, độ nữa kìa. Nhật án này mà cho nằm đọc nhật bớt vậy nè. Một thủy, có một khí thủy nè. Thủy yêu phải nhật thêm nữa nè. Rồi, boss này nè mà. Chính chút nè. Thủ lý 11. Trọng 10 không? Tên trọng 20. Nhóm trọng 20. Thọ ngược bộ 530. Bất tượng hay không? Giờ một con 530. Lát nè. Rồi tiếp tục vào cho anh em xem con Thúy Yên này. Thúy Yên có được gia truyền dạy nón áo dây bao tay rác này. Chào cháu ngồi trong một rác này rác luôn à được chào phòng pho ra mà gì vậy nhưng nào nó có đi theo mình chi vậy mình đơn đại nhưng mà nó theo mình ớn như vậy. Rồi. Còn chế tiếp tục nè. Cái bát này bát thứ 85 rồi nè mày, 85 rồi nha nè. Giờ chuyển qua năm độc này nè mày. Đồ tính ra có hai con boss mà đồ quá trời tầm này mà đánh và đánh tranh thủ nè mày. Đánh càng nhiều càng tốt. Vui nè. Rác nè. Rác nè. Trời ơi, cắn hổ 15. Rác nè. Rác được cái sức lực cao quá nè, mua giữ lại nha. Trời 13, 30. 13, ok, rác luôn. Chợ giữ phôi luôn. Rồi, em sức này. Rồi, giữ con hỏ nè mấy. Một cái áo này. Một cái tay hỏ này, một đai lưng hỏ này. Ok, bói lên con mộng nè mấy. Ồ, khui. Rác này. Rác này. Rác này. Rác này. Hút sinh lực 7. Úi trời ơi. Trời ơi tay không có gì hết. Một kết hút sinh lực 7 nè. Vãi đàn. Rác nè. Hoa 530. Dây chuyền sinh lực 120. Một kết 530 trời. Để cho năm đọc là nhạc bình đồ. Tới bói năm đọc nữa nè. Rồi. Tiêu khui nè. Này món này kích này cho mấy kỳ tiền được nè. Thanh lôi 19. Thanh lôi 26. Tóc sát thương nè. À sát thương 20 nè. Rác. Thôi nè mà. Thôi nè. Thanh lôi 19 nè. Thôi nè. Kết thúc sinh lực nè mà. Đấy là. Rồi thì chỉ có đem đọc được coi như thế nào nè mà. Rạm. Ồ, khoảng 180 sinh lực này đang bắn sốt. Phôi nè. Rạm. Rạm. Rạm luôn. Thở lực rạm luôn. Ồ, đại lực kháng lâu 29 cũng được. Sát thương, phôi sát thương. Còn với phôi này, phôi sát thương 90% nè. Phôi 27 nè. Được lưng kháng lo 29 đỡ lại nè. Rồi. Này rác nè. Rồi tiếp tục. Những món đồ được hay sẽ đỡ lại cho anh em xem chiêm ngưỡng như này.
là chốt thử cuối video mình nhận được cái gì nè mày. Cuối video mình được đồ gì cho anh em xem dấu hiệu không? Rồi, tiếp tục nè mày. Anh em đang theo dõi video Boy Bot Bot 85 này thì đừng quên ủng hộ mạnh 200 like nha anh em, 200 like nha anh em. Anh em thấy không? Tháng lần hai con bot thôi mà bot quấn đồ nhận không kịp luôn nè. Nhiều đồ vãi đạn luôn. Này đánh chắc 75 con này chắc mấy tiếng đồng hồ. Tại vì cái vấn đề là đồ nè, nhiệt độ phải giữ phôi lại nữa nè mà, nên khá là lâu. Rồi, vui nè. Hỏ nè, ngập bội nè. Như vậy đó. Này cũng mộng này mày. Rồi cho nó đọc nhiệt độ. Trong đây vài mọc, giày, áo nón, ngực bội, vũ khí. Rồi bó như nào. Vui nè. Rồi thì nhận. Đây. Vui bên này nè. Ráp nè. Hội sinh lực. Ráp nè. Lô 12. Lô 19. Ui, ngập 1.40 dòng 2 nè. Sao không phải là dòng 1. Dòng 1 thay thớ bao tay luôn nè. Đồ ra dòng 2 chờ. Rạc luôn. Rồi, rạc luôn mà. Dùng 2. Tay xin lực lực nè. Ngọc bò này cũng ok nè, xin lực lực nè. 140 nè. Đừng gắn bò 140 nữa, nam nè. Không lôi nè. Rồi. Phôi nè. Đánh đám động nè mà. Ui. Rác nè. Rồi, tiếp tục nè mày. Rồi, tiếp tục ba con tiếp theo nè mày. Ba con tiếp theo nữa là sẽ kết thúc bắt 85 nè mày. Và Khải sẽ tiếp tục bắt 86 cho anh em dở xem nha. Vì thời gian video nó cũng khá là dài nè mày. Một lần đánh là bó đồ khá nhiều đồ. Ui, thấy chưa? Nên là không thể nào mà đánh một lúc 70-80 con được nè. Rồi khả năng nhiệt độ. Giờ bó nhanh rồi đánh tiếp con khác chết nè mày. Chết khá nhanh luôn nè mày. Rồi khả bó nữa. Vui nè. Ráp nè. Chậm 20. Ráp nè. Bao tay. Ui. Ráp còn bao tay chậm. Ráp luôn. Bội nè. Rác luôn. Hưng Nam luôn. Hưng Nam. Ui. Hưng Nôi. Rác luôn. Khoảng 40. Ok, khoảng 40. Lôi mười mấy cũng được hả chứ. Chậm 20. Đúng rồi. Trăm ba mươi. Mười chín. Rồi tiếp tục nè mày, ra lái độ nè. Vũ khí bỏng. Ôi nhưng vừa hết quá tử luôn nè. Đúng một tiếng rồi nè mày. Vừa hết quá tử luôn nè. Vui nè. Đó. Con này thổ rồi nè. Rác nè mày.
Và con nằm đọc tiếp tục nè. Khui nè. Chậm 20, đồ ta ra số. Chậm 40. Đó. Đó rồi. Sát thương một lý nè. Sát thương một lý 91 điểm, 91% nè. Rồi. Ok anh em, và ở cái bát chốt lại thì chúng ta nhìn sơ qua anh em ơi. Thì ở cái bát 85 này anh em, thì chúng ta có những món đồ thì nó khá là bình thường thôi. Cái gì đợi khai làm một đeo ngắn cho anh em xem nha. Ok. Và ở bát 85 này thì không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm ngừng video tại đây và Khải sẽ lên một bát 86 tiếp tục cho anh em theo dõi cho nó dễ xem hơn nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Khải sẽ lên video tổng đồ cho anh em xem nha.